chào các bạn, mình vừa đăng ký xong dịch vụ Aribank Mobile Banking. Và bây giờ mình sẽ vào CH Play, gõ dòng chữ Aribank. Thì nó sẽ có cái Aribank Mobile Banking ở đầu tiên. Sau đó thì mình sẽ nhấn cài đặt. Thì như các bạn cũng đã biết, dịch vụ Aribank Mobile Banking này có rất là nhiều tiện ích. Mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều. Nếu các bạn có thể vào kênh của mình, đăng ký kênh và xem những cái clip hướng dẫn về chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, thanh toán bằng mã QR, mua mã điện thoại, thanh toán tiền điện, thì mình đã hướng dẫn rất là đầy đủ. Sau khi phần mềm đã được cài đặt vào máy thì mình sẽ nhấn mở. Lúc này mình sẽ nhập cái số điện thoại mà đăng ký cái dịch vụ Aribank Mobile Banking. Lúc này mã đăng ký là mình sẽ lấy trong cái tin nhắn vừa mới gửi đi về điện thoại 376713 và nhập cái mã này vào cái ứng dụng Aribank Mobile Banking. Tiếp tục. Và mình sẽ nhấn tự động điền mã, cái u màu xanh xanh. Và mật khẩu thì nó có hai dòng, dòng trên và dòng dưới. Dòng trên là mật khẩu gồm 6 số và dòng dưới là nhập lại. Như vậy là mình đã đăng ký thành công.